số lượng nhiều không, nhưng mà thấy hình như là cái mức độ cùng giảm bớt. Giờ này thì có thể cả nhà ăn cơm cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi một tí rồi, nhưng mà anh em chúng tôi cũng đang trên đường. Trong này cần thiết nhất là những cái sự yêu thương, đùm bọc và che chở lẫn nhau. Alo ạ? Alo ạ? Cái gì anh nói gấp giùm tôi đi ạ? Tôi đang trên xe ạ. Alo ạ? Tôi là xe chở người đi cấp cứu, đúng rồi ạ. Nhưng mà xe là xe miễn phí, nhưng mà trước khi mà gia đình đi đến đâu thì gia đình với địa phương phải liên hệ trước với bệnh viện nơi đi và nơi đến đi ạ. Rồi khi đó hãy để điền cho tôi điều xe ạ. Về anh nhá, tôi đang chạy xe nhá. Sao vậy? Mở đầu tiên là mà ra. Giờ này anh em cũng đang nhanh chóng và kịp thời đưa những người đang F0 và các F1 về những nơi cách ly cho nó an toàn, để cho cộng đồng tốt hơn. Để đây, giờ này nó phạt cả nhà ăn cơm không ăn nổi cả ngày đó. Đây, hai phần cơm này, cơm trưa cơm tối đây đó. Chơi hẹp sổ ăn xua đó là chơi cả ngày rồi đó, hai phần cơm. Sài Gòn hết dịch là cả nước hết dịch, để cho tất cả một con người và mỗi cá nhân chúng ta, lực lượng tuyến đầu, tất cả những lực lượng đang tham gia trong công tác phòng chống rồi mọi cái vấn đề để đón dịch. Cho nên thôi, thì có gì đó mọi người hoan hỉ nhá. Alo.